À, xin chào tất cả mọi người. Đây, hôm nay mình đi tới vườn của anh Tân. Anh có nhờ quay cái lô mai tàn để mà bán Tết. Số điện thoại nè 0355 191 57. Đó, thì hôm nay anh bán hai lô. Đây, mai là mai hàng mai tàn chậu 6, 6 tấc và chậu 5 tấc. Đấy, cái lô này chậu 6 tấc á. Đó. Giờ nói chung là cũng mùng 6 rồi. Còn khoảng chưa tới 10 ngày nữa lặt lá ra, nút nụ thì vô cứng hết rồi. Đó, anh em nào có mua bán Tết ha, hoặc là mua trồng mà có tham khảo á. Đó, mai này thì nói chung là nó 5 cánh 8 cánh đủ thứ hết rồi. Đây là mai tàn á, mai tàn thì bông nó không có cây nào giống cây nào hết trơn á. Chậu 6 tấc lọt lòng, chiều cao khoảng là đây là giới tay không tới á, thì cây này cao khoảng mét 6 mét 7, giới tay là 2 mét. Đó, cái chậu này thì nó khoảng 3 tấc nữa, cỡ mét 7 á. Hoành gốc thì nó cỡ này 22. Đó, lâu này thì nó có 55 cây. Đó, 55 cây thì giá bán 1.300.000 tại vườn. Đó, anh em tham khảo 55 cây. Đó, chiều cao khoảng 1m7, tàn ngang khoảng 1m5. Nút nụ vô cứng hết. Đó, anh em mà mua số lượng thì có thể đến vườn xem, thường rồi thương lượng với chủ vườn. Đó, 55 cây. Đó, nói chung là chậu 6 tấc lọt lòng. Cây nào cũng nụ ra, như cái này giống như cây dẫu gai vậy nè. Nụ dữ lắm nụ. Nụ hoành khoảng 22 ăn lên, có cây thì cỡ 25 26 nữa. Như cây này nè, bự. Bông à. Nụ dữ lắm. 55 cây, chậu 6 tấc lọt lòng. À, 55 cây nụ nụ thì nói chung ta mua bán Tết thì ta tới vừa tặng vừa chúng ta coi cho nó rõ ràng, chứ qua mạng này thì nó không có chính xác được. Chậu 6 tấc cao 1m7, ngang khoảng 1m5, 55 cây, giá 1.300.000 một cây. À, tiếp theo là cái lô chậu 5 tấc. Đây, chiều cao thì nói chung là khoảng 1m5, tàn ngang khoảng 1m2. Này thì có 50 cây. Góc nhỏ hơn, cái này thì anh báo giá là 800.000. 800.000 trong 50 cây này cho lựa lấy 30 cây á, 800.000 cây, còn anh em mua hết 50 cây luôn á. 50 cây luôn thì giá 700.000 á. Nè, mấy cây chậu 5 nè. Mấy cây bông gió, gió thì nè, trổ lạc đà không có đẹp, cây ảnh nổ trổ rộ nguyên cây nó mới đẹp á. Nút nụ dữ lắm. 700.000 cây nha, nếu mà mua hết lô á. Còn chúng ta mua 30 cây cho lựa 800.000. 83 24 triệu. 24 triệu thì có một cái lô 30 cây thanh mai á. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Cái clip này khoảng ba mấy cây, bên kia còn 20 cây nữa. 800.000 cây, lựa lấy 30, còn em lấy hết lô luôn á.
Chậu 5 thì hoành nó cỡ 20, 20, 22 á. Chậu 6 thì nó to hơn. 6 này nó, nói chung là lúc bứng cũng bứng chung lô á. Mấy cây trội thì lựa ra bên đây á, còn mấy cây nhỏ thì bên đây. Cũng xém xém nhau, 80 nhau à. Tám mươi nhau 50 cây đó, đây khoảng 30, còn bên đây cỡ 20 cây bên đây nữa nè. Bên đây còn 20 cây của cái lô đó ha. Lấy hết thì 700 ngàn cây à. Nụ dữ lắm nụ. Còn có 700 à. Tàn cũng dữ lắm á. Tính ra lô 700 này anh em mua so với lô 1 triệu 3 nó cũng 80 á. 80 mà giá nó tính ra nó có khoảng gần nữa, hơn nửa giá. Đó, năm nay kinh tế nó khó khăn người ta mua cái vàng này. Đầu vào thấp thì nó, đầu vào thấp thì người ta bán là nó dễ bán. Lô này chậu 5 700 ngàn. Rồi, nay giới thiệu anh em á. Anh em à, mua bán Tết rồi có tham khảo hoặc là mua trồng sân vườn đâu á. Đó, 50 cây mà 700 ngàn, 35 triệu á. 35 triệu chúng ta trồng nói chung rất là nhiều á. 50 cây mai. Đó, nói chung là rễ đang cứng bầu hết hả. Đó, chúc cho anh em xem cái cây, những cái cây đó mua cũng cỡ này mà lựa bông đẹp ra xuống đất sau 5 năm. Cây lớn dữ lắm. Kết clip anh em xem nè. Nụ dữ lắm nụ. Mai tàn. Nè, đây là hai cây mai tàn á. Lúc mà trồng thì quanh nó cũng cỡ 20 hay mấy à. Trồng 5 năm nè. Nó to lên nè, 50 mấy quanh. Nói chung là lựa đẹp rồi. Lựa cây đẹp, bông đẹp trồng á. Trồng đất mạnh dữ lắm. Nhiều cây thông nha. Còn cây bên đây bông rất là đẹp. Bông như dảo con vậy. Cây này như bông như cây này là khỏi ghép. Khỏi ghép luôn á. Bông nó tròn như Phú Tân vậy. Gốc cũng to lên nè. Này chừng ba mấy hoành à. Nó hai em mai tàn ấy. Chung mai tàn mai ghép thì trồng đất nào cũng tốt trơn á. À, như là cây siêu âm Bình Lợi nè. Ghép á. À. Ghép mới có mấy tháng chưa được năm mà cái cốt nè, quá trí bự luôn. Xuống đất lẻ lắm á. Cốt tay cái luôn. Này như dảo con á. À, Bình Lợi nè, quá trời cốt. Nãy giới thiệu anh em lô mai tàn á, có tham khảo đó, ta đem về người ta chơi lựa cây nào đó bông đẹp ta đem xuống đất ta trồng á, giống như nè. Dạng xương đặc cứng luôn.